Kính thưa quý vị, trong cộng đồng người Việt chúng ta gần đây có một vài dư luận xôn xao về sự kiện mà có một vài người, chúng ta gọi là những người đến đây, định cư ở đây nhưng bất hợp pháp, người ta gọi là illegal immigrant. Thế thưa Sophie, hỏi có thể là đưa đến câu hỏi với ông Chánh Bình Lý về một số người ở trong cộng đồng người Việt, họ đến đây hoặc là họ quá hạn giấy tờ của họ, hoặc là họ không có giấy tờ. Nếu khi trong cái điều kiện họ bị hà hiếp, họ bị một vài cái sự kiện gì, họ có đi tố cáo người khác được không? Tại vì người ta nghĩ rằng họ đi tố cáo người khác thì lúc đó họ sẽ bị trục xuất và bắt để đưa về bên Việt Nam lại. Thì cái sự kiện đó đối với ông Bình Lý thì như thế nào? Mr. Đoàn Trọng asked that now talking about immigrants and especially Vietnamese immigrants that are here and they might be undocumented, they don't have their visas or it expired. If they were to have something happen to them, for example, like rape or assault, would they be able to report that or would they be deported if they were found out? That's a very good question and thank you for asking it. Yes, of course they can report that and we want them to very much. And if people are concerned or they're worried about being deported if they report crime or if they witness crime and come forward, then that is bad for the community safety. We need to have cooperative witnesses and we have to have people report the crimes. We depend on that to be able to keep the community safe. So determining immigration status. And that sort of thing is not a local police issue. It's not a district attorney issue. When we have a witness or a victim in a crime, we don't even ask. We do nothing to try to determine their status. We just work the case, and that's it. So they have no concern about being reported by us. Dạ vâng, thưa chú Đoàn Trọng, luật sư cảm ơn chú nói là đây là một câu hỏi rất là hay. Và Chánh Biện Lý nói rằng là vâng, họ rất là muốn nếu mà quý vị bị tấn công hay là trong các vụ án nào đó thì rất là muốn quý vị báo cáo. Và có những người quý vị đừng có nên lo lắng vì nếu mà quý vị lo lắng thì quý vị sẽ không có thể mà báo cáo được hoặc là làm nhân chứng của các vụ xử ở tòa án và sự an toàn của cộng đồng dựa vào lệ thuộc vào những người nhân chứng hoặc là những người mà báo cáo những cái tội phạm cho các cảnh sát. Cho nên là ông nói rằng là văn phòng Biện Lý và văn phòng cảnh sát, cơ sở cảnh sát không có bao giờ hỏi quý vị là quý vị về cái việc mà di trú của tình quý vị, tình trạng di trú của quý vị. Cho nên là quý vị đừng có lo, quý vị có thể báo cáo những vấn đề mà xảy ra đối với quý vị. Vâng, thế gần đây thì chắc ông Chánh Bình Lý cũng biết rằng là có một vài người bị cơ quan ICE họ đến bắt giữ. Thế thì cái văn phòng của ông Chánh Bình Lý có cùng làm việc với IC để bắt giữ những người đó hay không? Và văn phòng ông có đi bắt những cái người mà không có giấy tờ hiện nay đang cư trú ở tại trong cái địa hạt của ông hay không? Okay, so he wanted to follow up with that and saying that so recently there's been cases where ICE has come and detained some people. So he wants to know if your office is involved in any way in the detainment of undocumented immigrants. No, we have no involvement in that. If ICE makes a detention of an individual or more than one person, they would take that matter to the United States Attorney. It's a federal law, and we do not prosecute that. But just along that line, I don't think there's much danger of people being deported by ICE because ICE is just targeting people who committed crimes in the United States, and so that's who they're looking for. So there have been a few people who have been detained because when ICE went to arrest somebody for a crime,
those people were there and they're undocumented, and so then ICE doesn't turn their back on that. I see. Vâng, thưa chú, luật sư Chánh Biển Lý nói rằng là không, ông không có làm việc với ICE là cái đơn vị mà trục xuất những người mà di dân mà bất hợp pháp. Thì ông nói rằng là những cái vụ này nếu mà ai bị giam đó, thì họ ICE sẽ mang đến những người này đến các tòa liên bang và đến trong cái tù liên bang luôn, không có liên quan gì đối với ổng. Nhưng mà ông cũng muốn nói rằng là không, quý vị không có cần lo sợ là bị ICE tự nhiên đi rình mình rồi đi bắt mình, tại vì họ chỉ quan tâm đến những người mà đã làm những cái tội phạm thôi. Thì thường á, nếu mà ông Tony Rakalkis, ông ấy đang thi hành một cái vụ nào và đang bắt một người nào mà đã có tội rồi đó, thì sau đó thì ICE sẽ không có bỏ qua. Nếu mà cái người đó là bất hợp pháp luôn thì họ sẽ bắt người đó sau. Cảm ơn ông Chánh Biển Lý đã chia sẻ một vài tin tức mà người Việt ở đây hiện nay cũng đang rất quan tâm nhiều. Nhưng có một cái sự kiện mà chung cho tất cả những người Việt, chung cho tất cả những người định cư tại Orange County, đó là vấn đề những người homeless mà họ đã được di chuyển trong cái thời gian gần ngắn gần đây để giải tỏa. Họ ở dọc cái tất cả những cái ống công nước. Những người đó hiện nay thì họ đã được đi về ở những cái khách sạn. Nhưng mà trong tương lai tình trạng đó nó có tái diễn được không? Và ông, cái quan điểm ông nhận định về sao về những người mà homeless như vậy? Yeah, vâng. He asked now, speaking about homeless people, we have seen them live along the riverbed, and now they have moved to a hotel. However, in the future, are they going to be returning to the riverbed, and what kind of news do you have for us pertaining that? So, about 700 homeless people were moved off the riverbed, you know, in the last couple of months, and of course 400 more recently than that, and they were given vouchers for motels, 30-day vouchers, and during that 30 days the social services agency is and healthcare agency are working to try to give those people the necessary services or things that might help them. But frankly, I don't see that as much of a solution, because you know, they're sent, they have a 30-day voucher, in 30 days they're going to be homeless again, and maybe the only difference will be that they'll be spread out into you know, into the different cities. I understand that they were sent to motels in about 20 different cities. So we're going to need a much more committed. We're going to need much more resources on this problem. There's going to have to be some you know, a major effort to have good facilities for people to stay and to get the treatment and the services that they need to try to either help them become independent or to help them break their drug habit or to get them their mental illness treated. That's going to be a very long and hard problem, and we need to stop importing people from out of state and making them homeless. So like our go ahead. Thank you. Vâng, thưa chú Đặng Trọng và thưa quý vị, luật sư và Chánh Biển Lý nói rằng là hiện tại bây giờ thì có 700 người vô gia cư đã có những cái phiếu để đến với khách sạn, và vài tháng trước đây thì cũng có thêm 400 người vô gia cư nữa được vào những cái khách sạn. Nhưng mà cái phiếu này chỉ là cho 30 ngày thôi, cho nên là trong lúc thời gian đó thì ông đã có những cái người mà trong sở an sinh xã hội cũng như là các trong các hội mà y tế thì họ đã giúp cho những người vô gia cư này với những cái dịch vụ, nhưng mà đây không phải là một cái
solution, một cái cách mà giải quyết nó dễ. Tại vì trong 30 ngày nữa thì những người vô gia cư này sẽ trở lại và sẽ trở thành vô gia cư thôi. Tuy nhiên thì những người vô gia cư này thì họ sẽ ở rải rác, tại vì họ bị gửi đến các khách sạn khắp nơi, nhiều thành phố khác nhau, chứ không phải là ở một khách sạn. Nhưng mà chúng tôi cần làm việc thêm để chúng tôi cần sự giống như commitment, là chúng tôi sẽ phải cần làm việc nhiều hơn và có cần cái nỗ lực rất là lớn để cho có một cái nơi để cho những người vô gia cư này họ có cái những thuốc trị liệu, họ có thể cai nghiện ma túy, họ có thể trở nên độc lập hơn, hoặc là họ có thể có cái những cái dịch vụ giúp đỡ về các bệnh tâm thần. Cho nên là đây là một cái vụ cũng rất là khó. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện mà chúng ta phải đối diện với những cái sự kiện đó hàng ngày trong cái cuộc sống của chúng ta ở tại Quận Cam. Và hôm nay thì chúng ta có ông Chánh Biện Lý đến đây và ông sẵn sàng giải đáp để trả lời tất cả những cái sự kiện mà chúng ta còn chưa thông hiểu được. Và hy vọng qua chương trình này thì quý vị lĩnh hội được những gì đang hiện nay xảy ra tại Quận Cam của chúng ta. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.